À, nay chị Tiền qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một set nữ trang nè, rất là đẹp luôn quý khách nè. Chị lựa mẫu đúc chắc chắn luôn. Đây, đây là vàng công ty 610 quý khách ha. Chị lựa một dây thuần sắn nè. Quá đẹp luôn á, dây đúc đặc luôn. Phong dây này là 10 lượng nha. Rồi, đây, chiều dài đây là 6 tấc. Chị lựa thêm một cái mặt thương hiệu nha. Mặt logo thương hiệu nè. Viền một tầng tắm ha, viền tầng tắm ngoài dạng hoa văn nha, logo là nổi lên luôn. Khoen rất là đẹp luôn á. Trọng lượng cái mặt này là 1 lượng 76/2. Rồi, đeo chung với sợi dây. Xuất sắc luôn á. Đây, bên Kim Bình Thảo em là đa dạng mẫu luôn nha. Rất là nhiều mẫu, sắc sảo luôn nè. Rồi, chị còn lựa thêm một cái lắc khoen lực. Đây, cái này em để đây. Xem để hợp cho chị nha. Một cái lắc đúc khoen lực nha. Bản này là bản 2 phân nè, đúc đặc luôn. Trọng lượng cái lắc này là 4 lượng 4 thôi. Rất là đẹp luôn, móc máy mũi sàn nè. Mũi sàn dạng giáp bào, rất là đẹp luôn ha. Rồi, cái này em để hộp hết cho chị Tiền ha. Rồi, tổng nguyên bộ này của chị là 16 lượng hơn ha. Rồi, em gửi. Rồi, em gửi chị Tiền hóa đơn nha. Em cảm ơn chị đó, không có ngại đường xa và ủng hộ tiệm em ha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Tối nay là chị vàng qua Kim Anh Thảo em sắm 3 bộ xi men rất là đẹp luôn. Quá trời cưng quý khách nào, tay chị nhỏ nhắn ha, đeo 3 bộ. Bản này là bản ba ly ha. Chữ Vinh Hoa Phú Quý nè, phát tài phát lộc nè. Quá đẹp luôn á. Bên em là nguyên một cái thiên đường xi men luôn nha. Em về đủ ni tay luôn. Từ ni tay em bé là 38-40 nè. Tới ni tay người lớn là 62-64 là cỡ lớn luôn nha quý khách ha. 3 bộ này của chị là 1 lượng 4 ta. Lượng 4 8 phân nè. Rất là đẹp luôn, mắt máy đeo sáng ánh luôn. Chị giá 3 bộ này của chị là 53.800.000 ha. Rồi cảm ơn chị Nhàn nha. Em gửi chị Nhàn hóa đơn. Mình giữ hóa đơn nha, sau này mình đổi là về với em Bùi Tiền Công nha chị ha. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của Tiền Vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa hôm nay là có lọc của chị Kim Anh nha quý khách nha. Chị ở Bình Hưng Hòa đến ngồi Tiền Vàng em là một sản phẩm nè. Một bộ sản phẩm ha. Thứ nhất là chị mua một cái vòng, một cái dây, một chiếc nhẫn, một cái mặt dây chuyền ha. Rồi, thứ nhất là cái vòng chà neo nè, vòng chà nồi mấy chị ha, cái tấm luôn. Vòng này trọng lượng vàng của nó là gần 4 chỉ ha. Rất là sáng luôn, bên này ha. Bao đẹp luôn ha mấy chị ơi. Mẫu mới về luôn á. Rồi nguyên một bộ luôn ha, một cái nhẫn nè, nhẫn kiểu ha. Cái này là trọng lượng vàng là 1 chỉ 48 luôn. Rồi một cái dây nè, chỉ sắn này là 3 chỉ 15 ha. Chỉ sắn 3 chỉ 15 sắn ý luôn. Rồi cái mặt dây chuyền luôn nè, nguyên một bộ luôn, rất là dễ thương mấy chị ha. Cái mặt là dây chuyền là cái mặt dây chuyền là 603 ha. Tổng cái sản phẩm mà chị ủng hộ ngày hôm nay là gần 37 triệu. Đi kìa mà đôi bông tai nữa nè mấy chị. Hôm nay là bông bạc ha, trọng lượng là 5,5 phân luôn. Chị có đeo cái nào không? Hôm nay có nào đây, em bỏ hết vô hộp cho chị nha. Đây, cái vòng, đôi bông tai, cái nhẫn. Rồi, dây mặt luôn hả chị. Mình nhớ giữ lại cái đơn cho chị, sau này mình đổi giá tiền ha. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em có lọc ở quận 10 ha. Rồi, chị Ngân qua Kim Anh Thảo em sắm một cái lắc nè, rất là đẹp luôn. Đây là lắc kim tiền nha, 4.000 kim tiền lắc bản ha, đúc đặc luôn quý khách nè. Đây là nữ trang 950 nha, móc máy rất là sáng luôn. Trọng lượng cái lắc này là 1 lượng 8.9/2 ha, là tầm 105.500.000. Rất đẹp luôn á, đúc đặc hai bên này, mình đeo được hai mặt luôn nha. Em mượn tay chị Ngân em đeo chưa. Đeo lắc này nhìn nó mềm mại hơn mình đeo nó dạng vòng. Để em bớt cái khóa này, em lấy cái kềm bớt khóa này cho chị. Quá đẹp, xuất sắc luôn á. Sau này chị đổi là vàng đổi nghe Bùi Tiền Công ha, mình đổi qua mẫu khác được á. Rồi chị giữ hóa đơn nha, em cảm ơn chị Ngân nhiều à. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc của chị Thảo ở quận 6 ha. Hôm nay thì chị đến ủng hộ em hai sản phẩm nha quý khách nha. Một cái lắc và một chiếc nhẫn hột cao cấp nha quý khách. Thì mẫu lắc hôm nay chị chọn là lắc thẻ hàng rào. Đây, ba thẻ rồng huyền đen ha, rồng nổi luôn nha quý khách nha. Rất đẹp, lắc đúc. Cái lắc này có trọng lượng là 1,7 cây nha. Đẹp lắm quý khách ơi, xuất sắc luôn nè. Từng cái mắt hàng rào của nó làm máy dũ rất là sáng. Đổ huyền đen bên trong lòng ha, rồng là dập nổi luôn. Bên trong lòng là có giác đồng tiền. Quá xuất sắc. Lắc này là nam nữ đều đeo được nha quý khách nha.
Rồi một chiếc nhẫn, nhẫn hột trắng cao cấp nè, cái hột sáng cực kỳ luôn nha. Đợt này thì em có sưu tầm về một lô nhẫn đẹp lắm để phục vụ cho khách hàng mùng 8 tháng 3. Nhiều mẫu đa dạng lắm, từ 2-3 phân trở lên nha. Hột rất là chiếu sáng luôn. Đây, chiếc nhẫn này có trọng lượng là gần 1 chỉ nha, mà form đẹp lắm. Chị Thảo đeo luôn ha. Đeo, đeo mà ngón nào chị? Ngón giữa hay ngón danh nha? Đây đúng không? Trời ơi. Cái lắc là chị đeo hay anh đeo? À, chị đeo. Chị đeo, em đeo cho chị luôn nha. Dạ. Cái bảng này nè, cái form nó vừa cho nữ đeo nè quý khách. Nó vừa vặn. Trời ơi, sáng quá, cái tay chỉ tròn đều, đeo rất là vừa vặn và đẹp luôn. Đây, lắc và nhẫn hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là 59 triệu 400 ngàn nha. Rồi, chị yêu đeo luôn đi ha. Dạ, hóa đơn thì em để trong túi sách cho chị luôn nè. Này, em gửi chị, rất là cảm ơn chị Thảo đã đến ủng hộ em nha.